Vũ Hoàng Trương sinh năm 1916, mất năm 1976, là nhà thơ Việt Nam. Ông sinh ra tại Nam Định, thuở nhỏ học ở quê, sau đó lên Hà Nội học trường Trung học An Bê Saro, Đại học Luật Hà Nội, làm việc ở Sở Hòa Sa miền Bắc. Năm 1941, ông thôi việc đi dạy học tư và theo học ban toán trường Đại học Khoa học Hà Nội chừng hơn một năm. Tuy là sinh viên công chức nhưng Vũ Hoàng Trương sống như một nghệ sĩ, thường làm thơ, viết kịch và diễn kịch. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Vũ Hoàng Trương tản cư tham gia hoạt động văn nghệ ở vùng kháng chiến. Năm 1950, ông trở về Nam Định rồi Hà Nội dạy học và tiếp tục làm thơ. Sau 1954, Vũ Hoàng Trương vào Nam sống ở Sài Gòn. Trước 1945, Vũ Hoàng Trương sáng tác thơ và kịch thơ gồm Thơ say,

Tâm tình người đẹp 1961 Trời một phương 1962 Lửa từ bi 1963 Bút nở hoa đàm 1967 Cành mai trắng mộng 1968 Ta đã làm chi đời ta Hồi ký 1974 trong thời kỳ cuối của phong trào thơ mới, Vũ Hoàng Trương nổi bật lên như một cây bút tài hoa sang trọng của say, mây thơ ông là những tiếng thơ réo rắt nhiều cung bậc của một cái tôi sầu muộn chỉ biết buông xuôi trong men rượu và khói thuốc để lãng quên nhưng khi buông xuôi vẫn cảm thấy thành sầu không sụp đổ và vẫn hết sức bơ vơ vì mất hướng mênh mông đâu đó ngoài vô tận một chiếc thuyền say lạc hướng đêm nhà thơ ai oán về một mối tình đã mất chập chờn những giấc mơ ma quỷ những mối tình liêu trai nhớ tiếc cái thủa quỷ với người chung một mái nhà bắt chước lý bạch hát bài cao cuồng con người tài hoa đó đã diễn tả thật thấm thía nhức nhối tình cảnh đời tàn trong ngõ hẹp và tâm trạng bơ vơ lạc loài của những cái tôi không tìm thấy chỗ đứng và hướng đi trong cuộc đời tự cảm thấy đầu thai nhầm thế kỷ bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh bên cạnh phần lớn những vần thơ bi quan còn có những niềm thương nỗi nhớ bâng khuâng như trong chợ chiều cả những cảm thông xót xa chân thành trong qua áng hương trà thơ vũ hoàng trương khá điêu luyện giàu nhạc tính mang giọng cổ kính nhà thơ thường sử dụng các thể thơ cổ như thất ngôn đường luật bát cú hoặc trường thiên kể cả thể điệu sở từ với những chữ hề ngắt nhịp với nhiều từ cũ điển xưa giọng thơ đó có sức hấp dẫn riêng nhất là khi đó đang có luồng gió phục cổ thổi tới trong thời gian đi theo kháng chiến Vũ Hằng Trương có một số bài thơ và những câu thơ tài hoa chân thành ca ngợi cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8, ca ngợi cách mạng để lại lâu trong ấn tượng người đọc. Lưng chừng thế kỷ thứ 20, giữa khoảng mùa thu đẹp tuyệt vời, nhị thủy mê giang trào sóng thẳng, hoành sơn tản lĩnh kết hoa tươi. 36 phố ngày hôm ấy là những dòng sông đỏ sóng cờ trói lọi sao vàng hoa vĩ đại năm cánh xòe trên năm cửa ô trong bài nhớ về hà nội vàng son từ khi về hà nội và vào nam ông tiếp tục đi sâu vào con đường nghệ thuật cũ trong tập hoa đăng năm 1959, bên cạnh những bài hoài niệm về dĩ vãng như Mây suối về đâu, xa gửi người xưa, cố viên tâm, phố cũ, bẽ bàng và sự dở dang hai ngả của thân thế mình như tâm sự một người, chia tay, ý đàn, phó giang hồ, nửa đêm trừ tịch, vân vân. Đôi khi còn có những bài thơ đường luật cả Hán và Việt ca ngợi nhân vật lịch sử như Vịnh Hai Bà Trưng, Vịnh Phạm Hồng Thái, Cảm Đề, Hát Giang Sóng Vỗ, vân vân.